Chúng mình có ăn đem ra là ăn thiệt không chứ không phải ăn
có chỗ để đâu mà phải để dưới thung lũng mà chị thấy không? Tính cái đỡ gì tính 5 ngàn rồi. Này bữa này bữa nhà hả bà? Nhẹ quá à. Miếng 15 hả? Bữa nhà, cây nhỏ chị. Ờ, này không có đẹp, có dở sạch rồi.